phụ huynh học sinh của một lớp tại trường tiểu học Chương Dương, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vừa có phản ánh giáo viên chủ nhiệm vận động tiền của phụ huynh để mua laptop cá nhân. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nhất đang làm việc với lãnh đạo nhà trường và giáo viên này. Trước mắt, nhà trường đã tạm ngưng bố trí đứng lớp đối với giáo viên bị phản ánh. Động thái này nhằm ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh, đồng thời giải quyết yêu cầu chuyển lớp của 25 trên 27 phụ huynh học sinh của lớp. Theo phản ánh của phụ huynh học sinh lớp 4, trường tiểu học Chương Dương, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, giáo viên chủ nhiệm đề cập tới vấn đề bản thân vừa bị mất laptop và mong muốn được phụ huynh ủng hộ từ 5 đến 6 triệu đồng để mua laptop mới. Có 29 phụ huynh đã đóng góp. Sau đó, giáo viên này thông báo đã bù thêm 6 triệu để mua một cái laptop trị giá 11 triệu đồng và tạo bình chọn trên nhóm Zalo của lớp để hỏi ý kiến phụ huynh có đồng ý để laptop này thuộc quyền sở hữu của cô hay không. Trước phản ánh của phụ huynh, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nhất đã làm việc với lãnh đạo trường tiểu học Chương Dương và cô giáo. Trước mắt, toàn bộ số tiền phụ huynh đóng góp được hoàn trả cho ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thực hiện đúng mục đích của kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Nhà trường sẽ ký hợp đồng thỉnh giảng với một giáo viên bên ngoài để đảm bảo các hoạt động của học tập của lớp.